Xin chào quý vị và các bạn. Suốt 20 năm qua, dù cho bà Phương lần nào cũng kể câu chuyện ông Hòa mất đi ký ức, bị hủy hoại gương mặt là vì ông gặp tai nạn xe hơi. Còn ông và bà chính là mối tình thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện đó chẳng để lại dấu vết gì trong ấn tượng của ông. Đã vậy, thời gian gần đây, giấc mơ về vụ hỏa hoạn ở căn nhà hoang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, hình ảnh càng rõ hơn Chẳng hiểu sao cái tên Phi Long Hoàng Hải lại hiện về trong tiềm thức của ông. Suốt cuộc ông là ai? Căn nhà hoang đó có liên quan gì tới bước ngoặt cuộc đời ông? Ông đem những chăn trở này nói với bác sĩ với hy vọng bệnh tình của ông ngày một tiến triển. Nhiều vị bác sĩ đó luôn đánh lạc hướng của ông. Cho rằng đó chẳng qua chỉ là những gì não bộ của ông muốn nghĩ hoặc do ông bị ám ảnh bởi câu chuyện nào đó. Và lần này ông đã gặp may khi vô tình chứng kiến cuộc trò chuyện của bác sĩ với vợ mình. Ông chết lặng khi không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Bà Ái Phương gương mặt lạnh lùng, ra tối hậu thư với bác sĩ, phải nói theo những gì bà sắp đặt. Đã vậy còn kê đơn thuốc không chữa bệnh, mà là thuốc ức chế thần kinh cho ông. Liệu rồi biết được toàn bộ sự thật, ông Hòa sẽ có phản ứng ra sao? Ông sẽ làm gì để tìm lại ký ức là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay? dù có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp con ngoan cùng sự nghiệp vẻ vang nhưng đình hòa vẫn luôn đau đáu khi không thể nào nhớ được quá khứ đã vậy khi diễm quỳnh vô tình hỏi về bảo ngọc khiến cho ông thấp thỏm không yên lẽ nào cái tên đó có liên quan tới cuộc đời ông ông cố nhớ nhưng ca bệnh đau đầu quái ác cứ thế hành hạ ông ông vội vã đi tìm bác sĩ kể lại những chân trở của mình vị bác sĩ hoàng minh đã chữa bệnh cho ông suốt thời gian qua chăm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng trấn an. Ông đừng quá ép bản thân mình, có lẽ vì ông nôn nóng quá nên não bộ của ông tự tạo ra những câu chuyện đó. Giờ cách tốt nhất là ông phải nghỉ ngơi, hãy thuận theo tự nhiên. Ông Minh không quên kê cho ông loại thuốc an thần tốt nhất rồi dặn dò. Ông nhớ uống thuốc điều độ, nếu có chuyện gì hãy gọi cho tôi. Rồi bác sĩ Minh niềm nở tiễn ông ra ngoài khi không còn ai ông minh như thường lệ lấy điện thoại gọi báo cho bà phương tôi đã làm theo ý của bà nhưng tôi thấy ông hòa đang bình phục rất tốt nếu cứ kê loại thuốc đó e rằng sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của ông đầu dây bên kia đáp tôi biết mình đang làm gì tôi sẽ không để ông thiệt đâu nhưng có một điều là ông minh không hay biết ở bên ngoài ông hòa đã nghe rõ từng câu từng chữ thì ra vì quên chút đồ mà Tổng Giám đốc Đình Hòa quay lại để rồi nghe được không sót từ nào. Nhưng ông đủ thông minh để hiểu, đối chất với ông Minh, ông sẽ trôi bay trôi biến. Để tránh bứt dây động rừng, ông phải xem như chưa biết gì. Ông sẽ âm thầm điều tra, rốt cuộc người nào đứng đằng sau chỉ đạo bác sĩ đổi trắng thay đen. Rốt cuộc toa thuốc đó là gì? Bên ngoài đình hòa tỏ ra bình thường, nhưng bước đầu tiên Ông âm thầm mang toàn bộ số thuốc của mình tới bệnh viện khác để kiểm tra. Và rồi cầm kết quả trên tay, ông bàng hoàng khi đó là thuốc ức chế thần kinh, là thuốc độc chứ không phải thuốc chữa bệnh. Tùy chưa giết chết người ngay, nhưng sẽ khiến cho người ta suy giảm trí nhớ, chết dần chết mòn. Ông có thể dùng đơn thuốc này kiện bác sĩ Minh, như ông muốn biết ai là người đứng đằng sau. Trong đầu ông chẳng có một cái tên nào khả nghi vì từ trước tới giờ ông không gây thù chuốc oán với ai. Thế giới của ông thu hẹp ở vợ con, cuộc đời ông chỉ gắn bó với nhà và công ty. Ông biết rằng giờ ông không thể tin bất kỳ ai, ông sẽ âm thầm tìm hiểu mọi chuyện, ông sẽ ngưng việc uống thuốc lại. Về tới nhà, ông ung dung bình thản, thấy vợ nhắc nhở việc ông uống thuốc, khiến trong ông là những cảm giác lẫn lộn. Còn nên nói với vợ bí mật mà ông vừa biết, nhưng một thế lực nào đó ngăn ông lại, ông ngoan ngoãn giả vờ nghe lời vợ. Cũng may lọ thuốc chỉ là vỏ bọc, toàn bộ số thuốc bên trong đã được thay thế. Trong đầu ông trượt lóe lên suy nghĩ, có khi nào chuyện này là do vợ ông? Như trái tim ông lại mách bảo, chẳng phải bà yêu thương ông nhiều như vậy. Bao năm qua bà hy sinh cho chồng, cho con như thế, chẳng có lý do gì để bà làm ra chuyện bất nhân thất đức đó. Giờ cách tốt nhất là quan sát và theo dõi bà và rồi ông trời không phụ lòng người trong một lần ông cùng bà tới khám bệnh ông cố tình rời đi trước để bà Phương và ông Minh ở lại ông nhẹ nhàng quay lại thì thấy cả hai đang bắt đầu câu chuyện bà Phương rút ra chiếc phong bì dày cột giọng điệu tỏ rõ khí thế của kẻ có tiền thời gian qua ông đã làm rất tốt phía đối diện đón nhận chiếc phong bì thành thục như thế đây không phải lần đầu ông Minh chỉnh lại cặp kính tôi không rõ lý do vì sao bà yêu ông ấy mà lại đối xử với ông ấy như vậy nhưng tôi cũng nói trước loại thuốc này không tốt cho sức khỏe nếu dùng trong thời gian dài e rằng tính mạng của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm bà phương thở dài chỉ cần anh ấy không nhớ lại là được còn nữa ông chỉ cần biết việc của mình đừng tò mò quá ông minh cúi đầu tỏ rõ hiểu chuyện giờ thì đình hòa đã có câu trả lời thế ra người vợ đầu ấp tay gối người mở miệng là nói yêu thương ông lại chính là người đứng đằng sau thao túng mọi chuyện là người sắp xếp cuộc đời của ông ông càng nghi ngờ câu chuyện về vụ tai nạn mà bà phương thêu dệt không tồn tại mà chính vụ hỏa hoạn ở căn nhà hoang mới khiến cho ông bị bỏng nặng mới khiến cho ông mất trí nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra ai là người có thể giúp ông tìm lại phần ký ức bị lãng quên bất chợt ông nhớ ngay tới gương mặt lúng túng mong chờ của cô nhân viên Diễm Quỳnh khi hỏi về Bảo Ngọc. Ông vội gọi điện cho cô, nhưng đáng tiếc rằng cô đã không còn làm việc ở tập đoàn. Ông chẳng có cách nào. Ông chẳng có cách nào tìm cô, nhưng ông có niềm tin chỉ cần biết giấc. Ông chẳng có cách nào tìm cô, nhưng ông có niềm tin chỉ cần biết giấc mơ hiện về mỗi đêm có ý nghĩa gì thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Ai cũng tin, một khi ông Hòa không còn uống thuốc, thì sớm muộn gì bệnh tình của ông sẽ thuyên giảm. Và nhất là giờ đây, Kim Long và Bảo Ngọc đang tìm cách tiếp cận ông, tìm cách vén bức màn bí mật. Và đặc biệt, Hùng Cường bằng xương bằng thịt đã quay trở về với thân phận mới, còn xuất hiện trong nhà của bà Ái Phương với tư cách một người thân. Khi có cơ hội tiếp xúc với nhau, kiểu gì những tác động tới ông Hòa, một khi khi có cơ hội tiếp xúc với nhau, kiểu gì cũng tác động tới ông Hòa. Một khi ông biết được bà Phương không phải là thiên thần như ông nghĩ, mà chính là có liên quan tới vụ án năm đó. Chính bà cướp hết toàn bộ số vàng dùng làm bàn đạp gây dựng nên đế chế bây giờ. Chính bà vì muốn che giấu tội lỗi mà suốt thời gian qua bà làm không ít việc trái lương tâm, trái với luân thường đạo lý. Nhưng xét về nghĩa vợ tình chồng, ông cảm nhận được bà yêu ông thật lòng thật dạ ông Hòa sẽ đưa ra quyết định gì với bà Phương. Còn bà đâm thép ai Phương, liệu có phát hiện ra bệnh tình của ông Hòa đang thiên giảm? Chẳng qua, ông đang giả vờ diễn kịch. Một khi sự thật được bại lộ, bà sẽ dùng tiền, dùng quyền, dùng thế của mình ra sao, hòng trừ khử những người có liên quan. Thế mới nói, thứ đáng sợ nhất là lòng dạ đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, lại thông minh sắc sảo Bà Phương sẽ sớm bị lột mặt, sẽ sớm chịu báo ứng do những tội lỗi mình gây ra. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.